Chào các bác nha. Đây em lên lại cho các bác chiếc Suzuki Get 33 này. Con này xe thì cũng dùng qua rồi nhưng xe dùng có lướt thôi, nó cũng còn đẹp lắm. Trong bữa thì em có quay lên cho bác, nhưng mà có nhiều bác hỏi em là em bảo bán rồi mà do em nhận cọc xong mà người ta về cũng xoay tiền không được á. Xoay không được thì em trả lại cọc cho họ, nhưng mà mình cũng chỉ trả cho phần trăm thôi, tại do họ cọc cho mình rồi thì cái gì cũng phải có cái luật của nó thôi. Cọc rồi mà không lấy xe thì phải mất phần trăm số đó thôi. Thì lúc họ kêu cọc thì mình cũng mất bao nhiêu khách rồi. Cũng nhiều bác hỏi em lắm, nhưng mà tại do em nhận cọc rồi xem bảo bán rồi đó. Bây giờ bác ấy, em trả lại cọc cho người ta rồi, giờ em làm lại video để em lên lại nhá. Nên các bác nào có nhu cầu thì alo lại em nhá. Nốc của nó là 816 này, nốc trước này. Gai cũng còn cao nha. Mâm nước là còn nguyên zin của nó này, chưa có sơn gì hết. Con này em nói lại tiếp nhé, là con này là chủ cũ là họ làm xúc lật. Làm xúc lật nằm ở sân phơi cà. Nó có cabin nên vướng họ đổi những chiếc khác. Nên bên em thu lại thì giờ thì mình làm mình ấy thôi. Về gầm bệ thì con này còn khô nguyên nha. Chưa có gì nhớt gì hết, tại do xe nó làm phơi cà nên nó chỉ về một cà nó làm thì nó không làm nhiều. Nó làm tương đối thôi. Con GL này cũng vậy này. Cái tháng này xui xui sao ấy, cũng nhận cọc rồi mà người ta cuối cùng họ cũng không có tiền để lấy đủ, thế là cũng lại trả cọc cho người ta nữa. Làm đi mua mất cái dàn sới mất 10 triệu kìa. Chiếc GL cũng vậy nó đó. Hai chiếc. Tháng này chán rồi. Còn 7 chiếc này thì còn khô nguyên nhá. Các bác xem từ từ thì em quay cho các bác xem luôn. Chiếc GL để mấy hôm em rảnh em quay cho mấy bữa nay em hơi lu bu công việc á. Em không quay cho các bác xem qua được. Để máy móc con này thì còn nguyên zin nguyên chỉnh nha, đẹp luôn. Nó thì em nó vướng cái bình dầu ở dưới gầm nên em chả quay chi tiết ở dưới gầm được. Bình dầu nằm chắn ngang phát hết cả dưới bụng đây này. Nên là không có gỡ được. Đẹp ba. Hôm bữa thì nó chưa có làm cabin máy lạnh như thế nhá. Hôm bữa thì do hôm bữa em hôm mình quay thì do hôm mình chưa làm điện xe nó mới về ấy. Nên lần này thì cabin máy lạnh làm lại hết rồi. Tí nữa mình sẽ quay cho các bác xem cabin máy lạnh luôn. Nốt sau của em nó đang đi nốt 13624 này. Mâm bản rộng nha. Cầm bệ đâu, thấy con này thì còn nguyên zin nguyên chỉnh luôn. Khô rang không có tí nhớt nào nha. Hôm bữa họ bảo lấy về để kéo mọc làm cái bệ mọc và xong rồi cuối cùng này trả lợi trả cọc rồi. Đâm mình nhiều khi cái năng nhằng tiền nong rồi mấy người không vay được tiền cũng khó, mình cũng không làm gì được nhiều. Cái dầu của nó nằm đây nhá, đổ dầu đây này. Tính cái con này còn đẹp luôn nha. Cánh của đó nó còn có cái tay trống đây này. Thế rồi mình vào trong mình nhớ cho các bác xem. Chỉ biết máy móc thì hôm bữa em có quay rồi nhá. Các bác chịu khó lục lại. Thôi thì em mở cho bác xem luôn đi. Quay này cho các bác xem, cabin máy lạnh đồ nó còn nguyên nhá. Cục lốc cái két nằm mát của nó, két nằm mát đây, nằm mát ga này. Két này còn nguyên này, to đùng luôn. Máy con này thì nguyên zin nguyên bản nhá, chưa đồng chạm gì với máy luôn. Cục lốc này, lốc lạnh này. Hôm bữa thì em làm cho nó ấy nhá, bây giờ nó đưa này hoạt động lại bình thường rồi nhá. Bên này để em sang bên chỗ heo dầu cho bác xem luôn. Con này tua chạy nhanh lắm nha, 30.
cho bác xem lại máy luôn nha. Bữa em có quay rồi, nhưng vì do trả cọc lỡ nhận rồi, bảo là nhận cọc rồi cuối cùng lại phải trả cọc, hơi buồn. Để em quay lại cho các bác. Giá thì ở cuối video em sẽ nói nhá. Giá thì 75 triệu có thương lượng. Con này máy móc thì nguyên zin nguyên chỉnh luôn, không phải chê cái nào hết. Lại phải đập côn đấy chứ. Đợi nhỉ. Đây nhá. Gió tiếp của nó còn nguyên này. Gió trên, gió dưới nhá. Để mình kiếm cái gì. Không có cái gì để cho nó. À đây đây đây. Này, mình để cái lón đây này, gió nó thổi này. À, các bác thấy nó gió thổi chưa? Máy móc thì cực, không có tí khói luôn này. Số xếp của nó thì đây nhá. Đây là số sới này. Đấy, đây là số sới của nó nhá. Và số chạy của nó đây. Số chạy của nó đây. 1 này. 2 này. 3 bên này này. 4 bên này này. Và cái này là nó ghi sai này. Số 4 này là số sai, 4 sai này. 4 nằm bên này. Đây số 3. Số 2, số 1. Đó, cái tần số nó nằm bên đó. Ui bật máy này nên gió lùa mát thật đấy. Ôi, mát rượi luôn. Sướng. Nó có gió trên, gió dưới nữa nhá. Đây này, gió trên, gió dưới này, gió dưới chân này. Đây này, lấy gió ở ngoài này. Cái đài FM này thì như hư rồi sao á, mình chả rõ nữa. Đài zin của nó gạt nước đồ thứ còn nguyên nha. Đó. Đấy, gạt sau. Gạt sau, ô gạt sau thì cắt rồi. Đây này, kính của nó thì còn nhấc lên được nha. Hai cái dây chính chống cực cực khít luôn. Để mình nhờ anh ấy chạy cho bác xem luôn nhé. Chứ mình người chạy lắm, mình chạy vừa quay khó chạy lắm. Chạy hồi em ơi, anh Cường ơi, chạy đâu mất rồi. Để mình đi nhờ anh chạy hộ nhé. Nắp cái vỏ vô em đi. Đèn đóm là còn nguyên nhé. À, quên chưa tắt đèn mình. Tắt điện cái hộ, tắt bóng điện luôn cơ. Cửa hít cái xịch một cái luôn đấy. Cửa nó nóng sướng lắm. Ngồi trong cái phịch một cái luôn đấy. Cái số nhanh của nó là cái bên như này. Cái bên như kìa. Cái đây này, tầng cái số này nhanh nhất này. Cái số này là 3 này, 4, 3, 2, 1. Chưa nhả thắng chân mà nó chạy. Con này chạy khá nhanh nha. Hiện tại mình đang còn một chiếc MT48 này, chiếc 455 này, chiếc V70 này, con 337 bên kia. Hôm nay là chạy hiền chứ không biết.
ngoài nữa thì bạc như bay. Giá mình nói luôn nhé, 75 triệu có thương lượng. Bác nào cứ đến xem xe thì alo cho em. Để 5 triệu nha. Tôi chào các bác nhé.